Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho tương lai. Rồi, thì như là hứa hôm nay mình sẽ review cái con rồng cực kỳ đẹp này mà không phải ai cũng sở hữu. Con này thì chúng ta phải sưu tập đủ 10 con rồng heroic anh em ạ thì mới sở hữu được cái con này. Và hôm nào mình có hỏi tên của con này ấy, nó mang tên là Sketch Dragon. Và anh em may quá có một bạn đã chỉ cho mình, rất cảm ơn bạn, mình không nhớ tên lắm. Tìm mãi cái này mà không thấy. Đấy cho anh em, con này thì quá đặc biệt rồi, không thể tìm được đâu ra cái con này anh em ạ. Con này nó dạng như kiểu là vẽ bằng bút bi anh em ạ, đẹp thật sự luôn. Nhìn mà xem, mọi người ơi ra đây nhìn mà xem, quá đẹp đi. Đây mình có quả trứng của nó đây, mình sẽ tìm nó tên là Sketch Dragon và sẽ up nó luôn nhé các bạn. Ok, ôi hình như tôi có xong nhiệm vụ này. Từ từ á, tôi làm xong cái nhiệm vụ này đã. Ồ, chết rồi, nhiệm vụ này lâu lắm. Nhiệm vụ này đánh phải còn khoảng vài trận nữa cơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 trận nữa cơ anh em ơi. À không, phải 4 trận nữa, tập 4 trận nữa mình mới sáng thắng cái này. Chúng ta có ánh sáng này, tấn công phát. Chết luôn ạ, hay quá. Rồi, chúng ta phải đợi khoảng 29 phút hoặc là dùng 3 game. Happy Star có nghĩa là cho thú ăn à, cho thú ăn anh em ạ. Và chúng ta sẽ ôi mình vừa bỏ qua mấy game anh em ơi. Đây là breeding anh em. Breeding thì mình cũng sẵn sàng, cũng có vài con ở trong này rồi. Chúng ta sẽ bán này đi, ném cái này vào đây. Rồi ôi rồi, full hòm rồi, sợ vãi. Quả này full hết rồi, không biết là làm thế nào đây. Ôi trời, what the fuck, bên kia mình lại đang up với con gì đấy, rất là ngáo ngơ ta. Tôi cần một quả nữa. Thôi rồi, mình sẽ up cái quả trứng mới đi anh em. Hình như tiếng nó sẽ hơi to anh em. Cái giả lập này nó cứ kiểu là nó thay đổi tiếng theo cái sở thích của nó hay sao, chẳng hiểu kiểu gì. Bó tay chấm com luôn. Ok. Fine, đây là Bone Dragon à. Từ từ, à không phải, Bone là xương anh em. Chúng ta sẽ bán cái này đi trước. Và chúng ta sẽ ấn vào trong store này. Và chúng ta tìm theo rồng Sketch ở đây. Đây có ngọn lửa đây, đúng rồi, chính xác, ngọn lửa nó đẹp vãi cả đạn luôn anh em. Mất khoảng 47 mình sẽ dùng 12 game anh em ạ. Wow, đẹp thật. Đây là dạng 1 của nó mà còn đẹp nữa anh em ơi. Anh em nếu mà tên nó gì thì hãy comment xuống dưới nhé. Con này rồng cực kỳ đặc biệt. Nó không tồn tại ở trong cái thế giới Dragon City đâu, mà phải thông qua cái sao nó bị dao này, mà phải thông qua sưu tập thì mới ra con này. Ui, đẹp vãi lều anh em. Mình sẽ cho nó lên level 30 luôn. Khỏi phải nói nhiều, anh em nào muốn đặt tên nó gì thì hãy comment xuống dưới nhé. Dạng 1 đã đẹp như thế này rồi. Nó có một hệ tam giác là hệ ngoài không gian anh em ạ. Ui ôi, mình thích nhìn thấy con này rồng thích vãi anh em. Không thể nào mà có thể tưởng tượng được có loài rồng nó đẹp đến cái mức độ như thế này. Nó level 15, nó sẽ tiến hóa và mình sẽ cho lên level 30 luôn. Con này là một trong những con mình cực kỳ yêu thích. Và ngày xưa mà mình không hiểu là sẽ lấy con này ở đâu ra. Cuối cùng là sau bao nhiêu ngày tháng năm mà chúng ta đã có sở hữu con này rồi. Nó đẹp quá cơ. Rồi mình sẽ cho lên level 30 nha anh em. Thức ăn mình hoàn toàn là đủ thức ăn để có thể cho lên được. 22 này, 23, 24. Dù không đánh mấy nhưng mà ít ra nó cũng sẽ nằm ở một cái vị trí nhất định. Nó không có skin, nó không có cái một cái gọi là skin thêm. Nó bị loài rồng khá là cũ rồi anh em ơi. Ok, chúng ta đã xong. Bây giờ có thể qua bằng cách là sử dụng game 32 game. Nếu đánh nhau ở đây thì có lẽ sẽ rẻ hơn. 3 game thì sẽ rẻ hơn 5 game anh em ạ. Chúng ta sẽ breeding để lấy quả trứng VR trước. Tính sao? Chưa xong cái nào à? Thế nhờ. Bên này chúng ta sẽ breeding. Cái này ấy thì Terra thì cũng đều là rất là ngon. Terra thì rất là nhanh. Nó cũng giống như kiểu là ở bên kia thôi. Nó cũng giống như ở bên kiểu là đu Hedrick anh em ạ. Là hai Terra với nhau là tỷ lệ ra vẫn là ok. Ok, nhưng mà chỗ này chỉ có một chỗ để có thể chứa thôi, cũng không thể nào mà thêm được. Rồi chúng ta sẽ đi đánh nhau, không có bên nhau với bạn bè thôi anh em ạ. Có lẽ là đánh nhau bạn bè. Rồi mình sẽ cần phải kết nối tới tài khoản Facebook mình sẽ. Ok thì mình đã bỏ qua cái đoạn mà chúng ta vào từ từ nha anh em.
À thật sự chưa? Mình bị mất cái mặt mặt luôn rồi. What the fuck? Từ từ nhá anh em, cho hiện cái mặt lên phát. Đây là ok. Rồi. Tiếng chứ bị mất hết sạch luôn ạ. Bó tay chấm com luôn, không hiểu tại sao. Ok, bật tí nhạc lên. Cho 500 music cái nhỉ. Xin 500 music. Rồi, ok và let's go now. Chúng ta kết nối tới Facebook rồi. Và cái bạn đầu tiên này mình đánh đến tận 144 trận. Nhọ vãi cả. Thưởng anh em ạ. À, mình sẽ đánh cái con. Mình cho cái này nó vào chính giữa cái mồm mình nhá. Như thế này là hợp lý. À, mình sẽ cho cái con ngồi gần vào tí nhá. Mang tên là Sket nha anh em. Đấy rồi, có ngay. Chỉ cần một con này và một con Sket thôi là chúng ta sẽ đủ rồi anh em ạ. Đã đủ để có thể chiến đấu được rồi. Không biết là game có tiếng tủng gì chưa. Ok, xem nào. Xem sức mạnh của... Wow, đẹp. Đẹp thế em ơi. Đẹp quá thể luôn. Chúng ta để tốc độ là nhân 2 nhá. Chiêu mạnh nhất của nó là chiêu hệ pua, dĩ nhiên rồi. Sẽ làm gì đấy? À, thổi ra cũng là kiểu nét vẽ anh em ạ. Kiểu nét vẽ bút bi ấy. Hay thật sự luôn. Thử xem chiêu này xem. Đấy, ui, choáng ui. Chiêu má ơi. Đẹp thật, quá đỉnh. Không có gì có thể là ấy được là diễn tả hơn. Này, nhờn. 8k9 luôn. Element Dragon. Ok, chúng ta đã xong. Đánh hay nhờ. Phải có một lời khen tặng này cho con rồng, nó quá đẹp. Nó quá đỉnh. Không có gì để bàn cãi nữa. Con rồng quá ngon luôn. Rồi ok, attack phát nữa. Select Dragon với Quỷ Địa Ngục và con Sketch Dragon. Sketcher Dragon. Uầy, má ơi đẹp thế. Nếu đặt lên bàn cân so sánh với những con rồng kia thì nó còn đẹp hơn gấp bội lần ạ. Đẹp quá anh ơi. Swap này. Uầy. Thổi này. Chiêu này thổi là bình thường anh em ạ. Bọn này thì mình sẽ đánh chiêu này rồi, nhìn xem nhá. Choáng này. Uầy. Đẹp thế nhở. Các chiêu khác nó có hiệu ứng khác không? Hay là nó vẫn thế ta? Chúng ta sẽ có thêm ánh sáng ở đây. Ánh sáng thì nó cũng bình thường thôi anh em ạ. Nhưng mà đẹp thôi. Đẹp tối rồi luôn bạn. Không có gì để được. Ok. Úi ôi. Nó cuộn thành một cái gì nhở? Như kiểu cái đống giấy. Cái này vẽ trên vở hay là vẽ trên cái gì ấy? Đây, trang phô trang giấy vở này. Đẹp quá. Đẹp quá. Con rồng này cực kỳ là đặc biệt nha. Rồi, chúng ta đã test xong rồi, mình sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ ở bên này nhé. Trời ơi, nhiệm vụ này khó vãi cả trưởng ra. Làm mãi không xong. Không được ạ. Không được một cái nữa để mình skip qua nhỉ. Nhiệm vụ này mãi. Không biết là có lấy được cái con rồng kia không, nhưng mà cứ đánh như vỡ mồm. 13 phút thì còn 2 đấy thôi. Trận cuối không biết là có mất nhiều tiền không nữa. Đánh luôn anh em ạ. Đội này lâu lắm. Mình cần phải có những cái hòm mới. Nhưng mà sau mình nghĩ là nó sẽ rất là khó để lấy con rồng mới anh em ạ. Khó lắm. Phải nói là cực kỳ lấy khó cái con rồng khủng long ấy. 3 này, 30 này. Sẽ đập phát nữa đây. Trận cuối không biết là có lâu hay không. Hy vọng là nó sẽ nhẹ nhàng chúng ta thôi. Rồi, Black Hole, hố đen vũ trụ. Rồng một sừng, con Horn Dragon. Một tiếp tục là 30 nữa. Như vậy là tổng cộng là mình sẽ mất khoảng 8 game cho cái nhiệm vụ ngáo ngơ này. Còn chưa kể là một cái nhiệm vụ là Breeding nữa cơ. Breeding còn chưa làm xong cơ. Đợi lâu quá bạn ơi. Tôi bắt buộc phải đánh rồi. Tổng cộng sẽ mất khoảng 13 game gì đấy nếu mà mình không làm cái này. Hết rồi anh em ạ, hết chỗ trống rồi. Không, mình sẽ bán bớt một cái con ở trong này đi. Bán cái con Terra này đi. Đấy, là sẽ cho là con Terra này vào mà. Tại vì chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ cho ăn ấy anh em. Bắt buộc phải dùng cái này, dùng Terra. Ơi, xong rồi, vỗ tay. Quả trứng VR anh em. Tôi đã hoàn thành bước 4 rồi, không biết là anh em hoàn thành bước mấy. Khó phết đấy. Rồi Lizas à? Ô, con này chưa có. Ok, lấy item Breeding bằng cách là Gold này. Hatching Ladybug Willy Raptor. Wow, 5 trận. Wow, oh my god. Breeding và Hatching là những cái nhiệm vụ mình ghét nhất quả đất luôn.
Sao đi anh em ngồi nhiều điều hòa quá, bây giờ thành ho rồi. Ho mãn tính má rồi. Như cho thú ăn không nhỉ? Có phải cho thú ăn không? Không không không, breeding và hatching rồi. Quan trọng là chúng ta win cái leash battle anh em. Leash battle bên này 3 trận à, 3 trận thì được. Ra đánh sẽ rất là nhanh thôi. Anh em không có gì à vậy? Quá khó ở 3 trận trong này. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Chiêu vô cực này 77.000 máu. Wow. Con này sẽ là 72.400. Chiêu gì đây? Chiêu vô cực 162k. Ý xời, ngựa. Ngựa một sừng. Ngựa một sừng này. Chết đi cưng. Avia Dragon Ladybug. Một con bọ cánh đỏ. Không phải bọ cánh cam mà là bọ cánh đỏ nhé. Ôi nó chém cái tôi cũng ngáo mẹ luôn ạ. Đau đầu thật sự luôn. Mày muốn gì? Đấy, Sandstorm, bão cát sa mạc nè. Đấy bạn ơi, bình tĩnh nào, tôi đánh phát. Đó, tấn công 181k. Yes, khỏe đấy, Ladybug. Một con bọ cánh đỏ nữa. Đẹp quá anh em. Thật sự cực kỳ đẹp luôn ấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi anh em. Sandstorm như thế này. Ranarok Dragon. Và tiếp tục là sử dụng cái Sandstorm như thế này nữa. Dancer. Ok baby. 185k. Đã xong bạn ơi. Đã xong bạn ơi. Rồi. Khó chịu thật. Uống nước cái cho nó đỡ ho. Mình cứ anh em đừng ngồi điều hòa nhiều anh em ạ. Nhưng mà mấy ngày hôm nay nó nóng nhiều quá ấy. Không ngồi không được. Ok. Rồi, mình nghe điện thoại thì. Alo ạ? Vâng. Ok. Rồi, chúng ta sẽ làm nốt một cái vài cái nhiệm vụ phát nhờ. Master Legion. Oh, wow. Loyalty, Maxauron và Antimes à. Mình sẽ đánh bọn này nhanh thôi. Mình sẽ đập bọn này ra bã luôn. Nhiệm vụ thì mình coi như mình cũng làm xong rồi anh em ạ. Không có gì nhiều. Sandstorm này, bão cát sa mạc. Bé nào muốn tiếp chiêu nữa. Sandstorm tiếp. Trời ơi. Bé nào muốn đánh. Con Luffy này. Con Luffy mình vải nó cái chết. Ok, chắc mình đánh một trận thôi. Vì hôm nay đánh khá là nhiều cái Lyric Battle rồi. Cực kỳ nhiều đấy. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.